chiếu tôi. Chiếu gì mà chiếu, người ta còn tượng đây mà chiếu. Tượng gì? Nó nè, tượng người ta nè. Ủa vậy là tượng cản hả? Quê sệ quá đi nha anh Tư. Em nói Tư nghe nè, nếu nói về kỹ thuật trồng lúa anh Tư số 1, còn nói về kèo tướng á nha, anh Tư phải hỏi giáo em đó nha. Hỏi giáo đây nè, tao hỏi giáo là chiếu tướng nè. Cái gì vậy mà nội? Gì nữa hả gì? Trời ơi, non nước này mà ông còn ngồi ở đây ông đánh cờ được nữa hả? Hả anh Tư Bình? Hả? Bà cái gì cũng thùng sồn đó, mà lấy dụ vậy? Dụ vậy? Cái gì vậy chạy? Chị Tư bình tĩnh. Chị Tư bớt nóng nè chị Tư. Bớt nóng sao được mà bớt nóng. Ngoài trời thì nắng, trời ơi nắng đổ lửa. Lúa mới chết. Nè, lúa mới xạ à, mà gặp nắng vậy nó èo ủa. Thêm nữa là ốc bu vàng nó ăn gần hết. Bây giờ ruộng lúa nó thưa rỉnh vậy đó mà ông ngồi đây ông yên tâm ông đánh cờ được à, ông hay thiệt á. Tôi mệt rồi quá bà ơi, bà cái gì bà cũng nhảy tưng lên. Ốc bu vàng rồi gì, ốc bu vàng có giải pháp ăn nông chi? Anh Tư, Tư nói giải pháp của ăn nông có phải chị ốc không anh Tư? Đúng vậy, trời ơi cái lần trước mà cái vụ mà họp mà cái vụ mà cuộc thi nông dân giỏi đó, cô Chính cũng có đưa ra cái câu hỏi về chị ốc ăn nông đó, trả lời rô rô giờ ngồi sợ gì. Ông nhắc tôi mới nhớ, có phải là công ty ăn nông có Ben Rai 700 WB phải không? 750 rồi. 750? Đúng rồi. Rồi, tôi nhớ rồi. Cái này là 750 WB. Nhớ gốc thuốc là cái gì không? Là cái thuốc trị ốc. Nó là có hoạt chất niclosamide đúng không? Đúng rồi. Cái bột thuốc màu vàng đó. Thuốc màu vàng tươi. Đúng rồi. Nó có tác động là xông hơi và vị độc. Đúng rồi. Đó. Cái hoạt chất mà khi mà ốc mà ăn hoặc là hít thuốc vô á thì cái hoạt chất niclosamide á là nó sẽ ngăn ngừa sự hoạt động của men hô hấp đó. Ốc bây giờ là nó sẽ tuột nhớt, sùi bọt, sùi bọt nhớt. Trời ơi, từ tôi nói nó sùi bọt nhớt rồi nó sẽ ngưng hoạt động và nó chết trong vòng 24 giờ. Đúng, chính xác. Tôi còn nhớ cái liều lượng của nó mà mình sử dụng là 500g phải hòa với 320 lít nước phun cho một ha, đúng không? Đúng, rồi, chính xác. Nhớ rồi. Mà nè, năm ngoái á, em với má em xài cái gì không? Trị ốc An Nông 12WG. Vì ốc cũng hiệu quả lắm luôn á. Nhưng mà nói nghe nha, cái bên rai á, xài cũng tốt. Mà trị ốc 12WG xài cũng tốt. Cái bên rai á là nó mạnh hơn, nhưng mà là cái loại đó thì mình xài á, là mình nhớ là mình đừng có thả cá hay vịt vô đồng sớm quá, 15 ngày sau hãy thả nghe chưa? Thì em biết mà, nếu mình xài thuốc này á thì mình phải tuân thủ theo một cái liều lượng mà công ty quy định. Đúng là 5kg cho một ha. Đúng đó rồi. Mình có thể là cho là thải khi mà xạ, gieo xạ nè, rồi ngay khi gieo xạ đặc biệt mình phải trộn giống rồi mình thải mình xạ ngay luôn để mà tránh cái tốn thời gian nhân công lao động. Không ơi, tôi nói cho có nghĩa là đãi làm 3 lần đúng không? Đã làm 3 lần nè, lần thứ nhất á, là mình có thể là mình rải khi mà mình làm đất đúng chưa? Lần thứ hai á, là mình trộn với lại mạ mình rải khi gieo xạ. Đúng rồi. Lần thứ ba khi mình bón lót lần đầu tiên là đã công công phải không? Trời ơi. Đặc biệt nha, chị bớt nóng rồi đi. Thôi chứ làm cái này ruộng mình á, là bắt buộc phải có nước. Mà mực nước từ 2 đến 3cm. Chị tôi biết sao không? Mình làm xong mà sau khi mình xử lý thuốc, mình giữ nước lại trong 3 đến 4 ngày. Biết gì không? Vậy. Ruộng có nước á, thì ốc nó mới đi di chuyển tìm một cách dễ dàng được chứ. Mà ông ơi, vụ đông xuân vừa rồi á, mình xài Ben Rai 750 WB đúng không? Bây giờ cái vụ hè thu sắp tới nè, mình đổi mình sang trị ốc đi. Trời ơi, mình phải luân phiên thay đổi để ốc không có bị kháng thuốc. Ừ kệ đi, bà muốn xài gì xài, xài gì cũng được hết trơn á. Thuốc cần nông hai cái loại ốc, bất cứ nào xài cũng tốt hết trơn á. Gì vậy? Cái gì vậy trên nào ơi? Ơi, tôi. Gì vậy? Em quên mất, nãy giờ lo chiếu tướng không mà má em kêu em đi gặp anh Tư hỏi du này. Trời, em quên mất tiêu chứ chị má là em chết luôn rồi chết. Cái vô cái tật, mê đến cờ rồi chết thì chưa. Rầy nâu đúng không? Hả? Thì rầy nâu cái đợt vừa rồi đó là cuộc thi nông dân giỏi cùng với công ty ăn nông có cái xài. Cô Chính có nói về cái tốt gì à, cái gì à. Nó bỏ luôn đi. Trời đất ơi, để đỡ ai mình nhớ xong cái rầy nó truyền bệnh đi vàng lùng xoắn lá luôn, 80 đời luôn quá à. Thôi để lát em đi hỏi cô Chính nè. Sẵn em xin cô Chính mấy cái thông tin về cái mà xử lý dịch hại cho lúa đầu vụ luôn. Trời ơi, đợi anh mình nhớ chắc chết luôn quá à. Vậy thôi đi luôn đi. Sợ má chửi đúng không? Đúng rồi. Mà ông ơi, bây giờ á hả, mình sau khi mà mình sử dụng mà trị ốc xong á, trị ốc bu vàng xong rồi mình chuẩn bị sẵn cái thuốc diệt rầy luôn đi. Đúng rồi. Tại vì vụ mùa nào rầy nó cũng tấn công lúa hết trơn. Bà mình chuẩn bị trước chắc ăn.
bà mà nghe nói chính chứ bà tin tiếp rồi. Ừ đúng rồi, cho chị đi với chị qua bển chị gặp chính đi sao không? Chi vậy? Chị xin vài chai nước sát khuẩn. Chị là người cơ hội với sợ không luôn á. Covid bây giờ nó ổn rồi, nhưng mà mình phải phòng phải ngừa nó chắc ăn hơn. Thôi bà làm ơn giùm tôi đi, để cho Thanh đi mình đi. Đó, mà đi theo làm gì? Là tôi với bà đó bây giờ đi về lo cái vụ ốc bu. Cỡ mà để ốc nha, mới xà mà nó ăn cho hết nha. Là bà rải lại, bà đi bà rải lại đầy ruộng cho tôi đó. Ờ thì vậy cũng được. Mà em đi mình bệnh đi. Mà đi gặp chính nhớ xin cho chị nước sát khuẩn nha không? Chị không bỏ chị đinh like, đinh like. Chị không bỏ cơ hội luôn hả? Ủa kệ, ráng xin chị vài cái. Thôi đi về. Tính tiền đi về. Thanh qua đó, anh tôi dù tôi về nhà ra luôn đó. Đi. Bỏ vào tay luôn. Đi. Em tính tiền luôn đi, chị mới làm tiền thấy không? Ơi vậy? Ơi vậy? Lúa nhà chị đó xạ được 4 ngày rồi, chị xịt xịt tấm cỏ đó, cỏ chết lá hết trơn á, cỏ chát cô lát gì cũng không còn luôn cô chính. Nhưng mà năm phải nhớ nha, dịch hại ốc bu vàng cũng rất là ghê gớm đó. Chị có kêu cô chính khỏi lo, thằng Thanh nó đi qua gặp anh Tư Bình nó rồi, rồi nó hỏi xong rồi nó chạy về công ty nó lấy luôn. Má! Kìa, mới nói có rồi kìa. Ủa má kiếm con hả? Trời đất ơi, con đi mà lâu quá hôm nay. Má nghe trên đài á nói là sắp có cái dịch về rầy di trú gì đó. Mà con rồi. Đi lâu quá thôi kệ má, thủ trước chắc ăn. Mà má ơi, con lớn rồi, con còn nhỏ đâu, má kiếm con hoài à. Má biết sao không? Con hỏi anh Tư rồi. Anh Tư nói là chị ốc là xài bên rai hiệu quả lắm. Năm nay mình xài bên rai đi chứ má. Trời, con quên rầy nâu rồi phải không? Cái vụ rầy nâu hả? Chị con với anh Tư nè cũng đang lưỡng lự, rồi đang phân vân không biết làm sao. Định tìm chính là xin thêm ít kỹ thuật nó sâu tiếng xíu nữa. Với lại má cũng biết đó, cái năm nay nè, cái lượng nước nó bị khan hiếm lắm, khó mà nâng mực nước lên để mà đẩy rầy đi như vụ đông xuân vừa rồi đó má. Chính cũng đang rầu dữ lắm, năm nay á thì tự nhiên mở hả nắng hạn quá đi, nên là chính cũng đi xuống ruộng nè, thăm ruộng thường xuyên để phát hiện ra dịch bệnh để mà tư vấn cho bà con. Dạ. Bớt cái thiệt hại trong cái mùa nắng hạn năm nay. Rầy nâu thì hôm trước đó, thì cái vụ mà nông dân giỏi sản xuất gì đó, má nghe cô chính nói cái thuốc gì mà chết đó. Con quên rồi hả? Siêu chết. Con bóc nhầm cái câu đó, con điểm cao quá chừng luôn mà. Con biết mà. Mà má chính biết sao không? Tại con lỡ mê cờ quá, con không nhớ. Bây giờ á, cái má với chính nói xong cái con nhớ liền. Trời đất ơi, cái mà mình xài siêu chết năm vừa rồi á, hiệu quả quá trời luôn á. Mà má với chính cũng biết đó, xài siêu chết đó, mình chỉ rầy á bắt buộc là phải đúng thuốc nè, rồi đúng lúc nè, đúng liều lượng, đặc biệt phải đúng cách nữa. Đó, năm rồi mình đúng. Xài á là ba con rầy chết quá trời chết luôn, đúng không? Rồi chứ nữa mình cái liều lượng mình xài cũng đơn giản lắm, 400 gram trên 1 hecta. Đó, mình pha từ 15 gram cho 1 bình 16 lít nước, phun 2 bình đến 3 bình. Phun lúc mà mật độ rầy tuổi 2, đặc biệt là phun ngay chỗ mà ẩn nấp và lưu trú của con rầy, đúng không chính? Đúng rồi, thằng này nó thuộc bài ghê năm. Ủa vậy thì giữa siêu chết với quýt chết thì mình xài cái gì nào được cô chính? À vậy nè, siêu chết thì 3 hoạt chất, quýt chết thì 2 hoạt chất. Nhưng mà cái nitembiram với lại cái bimetrozin trong cái hoạt hỗn hợp đó đó, nó đủ ngưỡng diệt rầy. Còn cái diclobenzuron thì nó chống lột xác, nên mình xài loại nào cũng được. Hai chính chính chính. Cái này con biết, chính chỉ con nói, chính chấm điểm với con đi nha chính. Dạ, cái này mình pha là 15 gram cho 1 bình 16 lít. Mình phun 2 bình cho 1 ngày mét vuông. Nếu như mà cái lúa lớn hoặc mật độ rầy nó nhiều, nó cao á, phun 3 bình. Đó, cái này đi thi bốc câu này chắc cũng được đạt điểm cao rồi. Nhưng mà kia có điều vậy nè, má. Dạ. Năm á, với lại con á, phải lưu ý nè. Khi mà ruộng nhà mình nhiều quá, mình đâu có tự xịt được đâu. Thế là mình thuê nhân công. Thì mình phải kiểm soát cái việc mà người ta pha thuốc. Thứ nhất là đủ liều. Dạ. Thứ hai là đủ lượng nước thì nó mới phun bao trùm cái khu vực mà có rầy. Nếu không là sót đó nha. Dạ. Sót là rầy nó lại hoành hành nữa. Thôi con biết rồi. Chính yên tâm đi. Biết sao không? Con mà xài thuốc của An Nông rồi là con nằm lòng trong bụng con hết trơn luôn. Bây giờ nè, con nhắc máy là con điện thoại vợ chồng anh Tư, chỉ vợ chồng anh Tư xài thuốc. Ừ. Kìa. Dạ anh chào chính chào anh. Chào em nè. Em nè, con phải nói cái này không? À. An Nông 12WG với siêu chép đúng không? Ồ, hay quá. Thôi đi ông ơi, vợ chồng tôi còn mua thêm cái cứng cây nữa kìa. An Nông rau cứng cây nữa đó. Ông có biết tại sao không? Sao? An Nông rau cứng cây á, nó gồm có 4 cái hoạt chất rất là quan trọng. Thứ nhất là kali giúp vận chuyển ba cái chất hữu cơ nè. Thứ hai á, nó có canxi nè, giúp cho cây lúa cứng chắc.
một cái chất quan trọng nữa là cái silic nó giúp cho cái lỗ khí khổng ở trên cái lá lúa nó nhỏ lại, hiểu không? Nó tránh bị mất nước, rất là phù hợp cho cái thời tiết hạn như thế này. Còn một chất rất là quan trọng là triptosan, là nó giúp cho cái hệ kháng thể trong cái cây rất là khỏe mạnh, là xài là ok luôn. Cứng cây hay quá ha. Năm nay sản xuất vụ hè thu mình mua thêm cứng cây cho chắc. Trời ơi mấy năm yên tâm đi, mấy năm mà có gặp khó khăn gì trong mà chăm sóc lúa đó thì mấy năm điện thoại cho con. Trời ơi chắc ăn hơn là điện thoại cho kỹ sư chồng con là cái gì cũng giải quyết được. Mà hay quá, anh con có chính chính này mà nói kiểu đó đó, chưa kể tới cái đội ngũ mà kỹ sư của các bạn ăn nông luôn luôn mà trực 24/24 để hướng dẫn cho bà con nông dân chi. Anh cũng nông dân giỏi chứ bộ. Nè bây giờ là dễ nhất, ai có điện thoại hết rồi, mình lên web An Nông, website của An Nông, hoặc là lên Facebook An Nông Bích Thủy, cô chính cập nhật thông tin khoa học kỹ thuật bảo vệ mùa màng hết trơn à. Dạ, đó thấy chưa, chị Tư cứ xem thường em hoài đi nha. Tại em mê đánh cờ thôi, chứ thật sự mình nói mê về mà cái kiến thức bảo vệ cây trồng với bộ thuốc mà của tập đoàn An Nông em một đầu nè, một đầu luôn. Lắc nghe kêu không? Chưa rồi, về nhà mấy năm ăn cơm đi. Thời tiết này nóng nực, con người chịu còn không nổi uống dầu kia đó. Thật dạ. Ăn về cơm. Mấy năm đi chín với Thanh đi đi con với ông xã con về đi thôi. 6 giờ đi ra cũng sụt nước dơ quá. Thôi để anh về đi. Nghe nha Thanh ha. Dạ thôi. Dạ mấy năm đi về đi ha. Dạ anh đưa mấy năm đi về. Vậy đánh cờ nữa hả? Đánh cờ đi nha, không có lo thăm ruộng đi nha. Trời ơi, đi ruộng mà đẹp quá vậy.